Tết này thì các bạn có thể sử dụng trong rất là nhiều các món ăn của người Việt Nam. Không những người Việt Nam mà người nước ngoài cũng có thể sử dụng, là các bạn kho cá, kho thịt, các bạn ăn phở, ăn bún, nói chung là ăn trong cái đồ ăn của mình thì các bạn có thể thêm sa tế vô nha. Sa tế này mình làm từ ớt, rất là ngon. Ăn bún bò mà các bạn chỉ cần cho một muỗng sa tế như thế này. Các bạn thấy cái màu nó đẹp không? Đẹp quá trời luôn, màu vàng ấm luôn đó. Nhìn chảy nước miếng. Ớt thì các bạn ngắt cái cuốn nó ra nha các bạn, nó làm giống như mình đó. Xả thì các bạn băm nhuyễn. Cứ chặt dài dài xuống cái gì. Tỏi với hành tím với nha các bạn, thì các bạn bỏ vào máy xay á, xay cho nó nhuyễn ra giùm mình nha. Riêng tỏi, tất cả các loại thì mình xay nhuyễn hết. Khi mà xay tỏi xong á, các bạn vớt ra tô và tiếp tục các bạn xay ướt. Đó, các bạn bỏ hết ướt rồi, bấm ướt là nó sẽ xay, mình không cần phải mầm. Mất thời gian, cái thứ nhất, thứ hai là rất là cay luôn. Đó, mở nắp ra thì các bạn thấy nó nhuyễn nhừ hết rồi. Mình múc ra một cái chảo inox, một cái thau inox đó các bạn, để mình để vô đó để cho nó khỏi cay nha. Sau đó mình bắt một cái chảo dầu nóng lên, bỏ điều khô á, hạt điều khô vô cho dầu nóng, và mình bỏ vào mình xào lên để lấy cái nước màu cho nó đẹp nha. Rồi tiếp tục vớt hết mấy cái hạt điều ra thì mình bỏ tỏi nè, tỏi với xả xay này nọ, mình xào lên cho nó thơm, và cuối cùng là mình bỏ ớt vô. Và các bạn biết không, bỏ ớt vô các bạn xào chung quanh lên, và các bạn bỏ cho mình 2 lít dầu ăn vào trong đó, tại vì với 3 ký ớt của mình thì các bạn phải bỏ 2 lít dầu ăn. Và xào rất là lâu nha, 4 đến 6 tiếng nha các bạn, thì nó mới rút lại và nó sệt nó cái ngon cái ớt của mình. Và cuối cùng thì thành phẩm đây, xin mời mọi người đó. Và mình đã làm xong món sa tế đó, món sa tế của mình. Và sẵn đây mình cũng kho thêm một nồi cá kho để mình cho các bạn xem đó, là cá chạch kho nha. Wow, rất là ngon luôn, ăn với rau luộc. Đây, một dĩa rau luộc rất là đơn giản của mình. Các bạn có thể làm món sa tế này và các bạn thêm vào thịt kho, cá kho, bún, phở, hủ tiếu, nói chung là món gì các bạn thích ăn cay cay xíu, các bạn bỏ vô rất là ngon nha. Xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình làm món sa tế ngày hôm nay. Chúc mọi người có một món ăn ngon lành trong những dịp đoàn tụ gia đình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt. Và bạn nào nhớ mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thank you. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.